Sao mà Nhật xin chào cả nhà. Lâu rồi hôm nay mới về được cái dòng máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông mà rất là nhiều các bác hỏi nhé. Cái dòng này giờ này tự nhiên là hàng rất là khan ạ. Vì nói chung là để cái tầm tiền của cái con dòng máy này mà được cái độ vip của nó thì đúng khan là phải các bạn ạ. Mãi rồi cũng phải khan hàng thôi. Hàng thì không sản xuất mà nhiều người tìm mua. Đây là một cái con Daikin đồng hồ vuông ạ. Chiếc này thì em bán 2 triệu rưỡi bảo hành 1 năm. Đã đầu bên áp điện 220V rồi nha các bác nhé. Đấy, tất cả nguyên zin tuyệt đối luôn, không có sửa chữa được gì cả. Hình thức thì như các bác nhìn trên clip, mã số 1. Cái model này thì các bác nhìn nó về giao diện tất cả, nó cũng giống đến trên 90% so với những cái con Daikin hộp MCK70. Đấy, mà con Daikin hộp thì bây giờ là 4 triệu 3, trong khi đó con này thì chỉ có 2 triệu rưỡi thôi, mà các bác thử hưởng cái công nghệ của nó y hệt như cái dòng Daikin hộp nhé. Cho nên là rất là nhiều các bác kinh tế vừa phải thì mình tìm cái dòng này. Mã phần trăm đồ ẩm, con này cảm biến bụi mùi timer. Ở trong này thì bác nào mà theo dõi tìm hiểu về lọc khí thì các bác sẽ thấy rằng là ở cái dòng Daikin đồng hồ vuông này nó y hệt đối với các cái dòng Daikin hộp. Đây là con Daikin hộp này các bác này. Đấy, con này hiện tại bên em đang bán là 4 triệu 3 nhé. Đấy, nó chỉ khác nhau về mẫu mã và năm sản xuất thôi. Đây còn các bác nhìn đây cũng hai con lọc tĩnh điện này, màng HEPA các thứ, tất cả các đồ này dùng chung với nhau hết nhé. Đấy, timer các thứ này dùng chung với cả con này hết, không có gì thay đổi. Đấy, chỉ là về công nghệ lọc gần như là không khác các bác ạ. Đấy, cũng hai con lọc tĩnh điện này, timer khử khuẩn, màng HEPA các thứ rồi là nói chung lắp chung đồ, bọn này lắp chung với con kia hết. Đấy, chứ là kinh tế vừa phải thì các bác lấy xem con này, nó không khác gì đâu ạ, nó chỉ khác về mẫu mã một chút và đời thôi. Con này thì màng HEPA zin là vẫn để nguyên nhé, chạy được ok. Đấy, con nào không thích màng zin báo thay màng mới, giá vẫn vậy. Ở bên này zin này cũng là phần bình nước bù các thứ các bác này, cũng màng tẩu ẩm guồng nước cũng giống y hệt bọn kia, không có khác gì. Kinh tế nó giảm đi khối. Vì sao các bác bảo tại sao nó rẻ hơn? Vì nó đời trước thôi. Đời trước thì nó phải rẻ hơn rồi. Con này nó sản xuất 2013, các bạn này con kia sản xuất 2016. Nó cải tiến mẫu mã đi thôi. 75W các bác nha. Vẫn dùng trong phòng 50-55m² bình thường. Công suất mọi thứ y hệt, khác về mẫu mã bên ngoài thôi. Đấy. 2 triệu rưỡi bảo hành 1 năm. Chào các bác.